Xin chào bạn, mình là Cường đây. Hôm nay Cường có một cái chủ đề này rất là hay. Đó là Cường sẽ thay nước làm mát cho chiếc xe của Cường. Thì xe của Cường mới chạy được có 7.400 cây thôi. Thì 7.400 cây thì một con số chưa đến lúc để thay nước làm mát. Nước làm mát thì thường là 20.000 mình mới thay. Nhưng mà mình buồn mình thay một cái loại nước làm mát xịn hơn để cho cái việc hiệu quả của cái giải nhiệt nó được tốt hơn. Thì cái nước làm mát mình thay hôm nay là Ultimate R35S. Thì cái loại nước làm mát này là nước làm mát pha sẵn các bạn. Tức là các bạn về không cần phải pha với lại nước thường, mà các bạn cứ việc các bạn châm vô luôn. Thì cái chai này 1 lít giá nó tầm khoảng 300 ngàn một chai này. Và cái nhiệt độ của nó các bạn có thể thấy là nhiệt độ sôi của nó là 161 độ C. Và nhiệt độ nó đông đặc á, nó là âm 38 độ C. Thì cái nhiệt độ này, con số này là rất là cao trên một những cái dòng xe bình thường như vậy. Và cái chai này thường là sử dụng dùng cho mô tô hoặc là những cái xe mô tô hiệu suất cao, high performance. Còn cái chai này mình dùng cho xe bình thường thì nó quá là hiệu quả đi. Và mình tiện thể mình xúc rửa luôn két nước làm mát của mình. Thì cái chai mình sẽ xúc rửa là chai Blue Gem này. Mình sẽ xúc rửa cái nước làm mát, cái cạnh của nước làm mát cũ để cho nó ra hết. Sau đó mình mới thay cái nước này vô. Thì mình thay cái bình này vô, mình nghĩ là nó chạy chắc phải 50.000 cây mình phải thay lại. Thì mình có thể là mình thay này xong chắc mình sẽ không thay nước làm mát lại cho chiếc xe này luôn. Tại vì 50.000 cây không biết chạy đến bao giờ mới được 50.000 cây. Đó, thì mình sẽ sử dụng hai chai này ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay nước làm mát. Thì thay nước làm mát trên chiếc MT15 này thì nó mình chưa làm bao giờ. Thì mình cũng chưa biết phải làm những cái công đoạn gì để thay nước làm mát. Nhưng mà về nguyên lý á, thì các bạn phải xả toàn bộ nước làm mát cũ ra và châm nước làm mát mới vào. Thì để xả nước làm mát cũ ra thì các bạn sẽ gỡ giúp mình là cái mỏ cày ở phía dưới này và cái phần ốp ở phía bên trên này, thì nó sẽ lộ ra két nước làm mát chính, những cái hệ thống đường ống và bình nước làm mát phụ. Thì lúc đó mình mới thay được nước làm mát. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái mỏ cày ở phía dưới này và cái ốp ở trên này. Thì cái phần mỏ cày ở dưới này rất là dễ, các bạn chỉ cần dùng một cái con lục giác 4 là các bạn có thể mở được cái mỏ cày này ở phía dưới. Nhưng mà ở cái phần trên này mình chưa bao giờ mình tháo ra. Thì hôm nay mình sẽ nghiên cứu, mình mày mò, mình sẽ là con chuột bạch, mình sẽ thử nghiệm coi. Và nếu mà các bạn nào mà muốn thay nước làm mát ở nhà thì các bạn xem xong video này thì các bạn cũng có thể thực hiện cái thao tác thay nước làm mát ở nhà. Thì bây giờ mình sẽ nghiên cứu. Mở cái phần dưới này dễ rồi, mình sẽ mở phần đầu tiên ra. Còn ở trên này thì mình sẽ quay lại toàn bộ cái quá trình để mình chia sẻ cho các bạn. Bây giờ không biết mình phải mở từ cái bước nào trước. Và các bạn chỉ cần mở cái phần bên này thôi nha, bên kia các bạn không cần mở. Tại vì mở bên này để mình thấy được cái két nước làm mát chính này, cái con ốc ở trên này nè. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu mình mở ra. Mình thấy con ốc nào thì mình sẽ mở ra hết con ốc đó. Mình cũng chưa biết phải mở những cái con ốc nào cho nó chuẩn. Thì bây giờ có con ốc nào mình sẽ mở hết con ốc ra. Ra rồi các bạn. Rồi, vậy là mình đã biết cách để mở nó ra rồi. Thì bây giờ các bạn thấy giúp mình nè, những cái con ốc này nè, các bạn dùng cái lục giác 4 là các bạn mở ra được. Còn đối với những cái then chốt này nè thì nó không cần phải dùng lục giác gì hết, mà các bạn chỉ cần bấm nó vô. Các bạn lấy cái đầu nhọn bấm nó vô là tự động nó bung ra nè. Nguyên lý nó rất đơn giản. Đấy, bấm nó vô nè. Đó là các bạn có thể lấy ra được. Thì mình chỉ cần xe này mình đếm xem lại còn bao nhiêu con ốc. Đây, các bạn chỉ cần mở một con ốc lục giác ở đây, ba cái con ốc bấm ở đây là các bạn lấy được cái này ra được. Thì lấy cái này ra được là các bạn có thể thấy được cái phần két nước này rồi. Là các bạn có thể mở ra các bạn xử lý ở trên này. Ok, mình nhớ cái phần này mình sẽ để gọn qua một bên. Ok, sau khi mở ra thì nó sẽ hở cái phần ở trên này để các bạn có thể mở cái này ra để các bạn châm nước làm mát mới vào. Ok, bây giờ mình sẽ xả cái nước làm mát cũ ra. Thì nước làm mát cũ để các bạn xả ra thì bạn mở ở trên này giúp mình cái ống châm trước trên này, cái két chính này. Các bạn lưu ý là mình sẽ để cái máy của mình nó nguội để nước làm mát nó về cái nhiệt độ bình thường thì các bạn mở ra. Chứ các bạn mà mở ra ở cái lúc mà nhiệt độ nó còn cao á thì rất dễ bị tình trạng là mình bỏng. Đây là cái con nắp của cái bình nước phụ, bình nước chính chứ. Đây, mình mở ra. Trên này nước nó còn đầy ắp à. Tiếp đến là mình sẽ xả cái nước ở dưới đầu nòng xuống.
ở vị trí ở dưới đầu nòng này là cái vị trí mà thấp nhất, thì các bạn xả con ốc ra thì nước làm mát nó sẽ chảy ra nhiều nhất. Nước làm mát nguyên bản của mình sẽ là màu xanh. Đó, các bạn cứ để cho nó chảy hết ra. Và mình thấy cái nước làm mát của mình sao nó lại màu đen quá ta. Chảy ra màu xanh mà xuống đây thành màu đen các bạn. Các bạn lưu ý nha, phải để mở cái ở trên này thì nó mới thông, nó mới chảy ra được. Chứ bạn mà không mở cái này trước mà các bạn mở nó ra là nó không chảy ra đâu. Các bạn thấy không? Nước nó lại màu đen. Lúc ở trên đó thì màu xanh. Mà nhảy xuống màu đen, chứng tỏ là nó có cặn đó các bạn. Cái này các bạn nên thay ha. Các bạn nên thay định kỳ mỗi... Mình nghĩ là cái nước làm mát mà treo xe thì chất lượng nó cũng không có phải là tốt lắm đâu. Thì mình nên thay luôn. Mình về các bạn chạy tầm 1.000-2.000 cây hết rồi đài thay luôn. Tại vì mình thay một bình nước làm mát 200-300 ngàn, nhưng mà mình xài rất là lâu. Mình xài ví dụ như cái loại nước làm mát này tuổi thọ nó lên 100.000 km rồi, nó lên đến 100.000 cây, rất là lâu. Bởi vì thường thì nước làm mát nó sẽ không mất đi đâu, nó chỉ tuần hoàn và nó không mất đi. Và nó chỉ mất đi khi mà nhiệt độ máy mình quá cao, nó xảy ra cái tình trạng là bốc hơi. Mình cứ để nó chạy ra hết bình thường. Sau đó mình xả cái bình phụ này ra. Sau khi xả bình phụ ra, mình sẽ xả cái đường ống. Mình xả làm sao cho nó triệt để nhất. Giờ mình sẽ xả luôn cái nước làm mát ở bình phụ này. Thì cái nước làm mát ở bình phụ này nó có một cái khuy. Các bạn chỉ cần bóp cái khuy này vào thôi cho nó lỏng ra, là các bạn có thể rút ra rồi. Đó, nó sẽ chạy ra. Đó. Theo nguyên lý bình thông hơi thì nó chưa chạy ra liền đâu. Mình phải xả này ra. Đó, thì nước nó mới chạy ra. Cho chạy ra hết đi. Thì nó mình sẽ mở con ốc này ra. Mình quên mở con ốc này ra. Thật ra các bạn nào mà thích làm ở nhà thì làm ở nhà, không mang ra ngoài tiệm thì người ta làm nó sẽ nhanh hơn. Chứ ra tiệm thì chi phí nó cũng vậy à, cũng không có cao đâu. Ví dụ như người ta thay cho các bạn, người ta lấy các bạn 50 ngàn tiền công vậy thôi. Còn các bạn nào mà thích làm ở nhà kiểu như mình á, mình làm YouTube thì mình phải làm ở nhà thì mới có cái thời gian để mà chia sẻ với lại anh em. Chứ ví dụ như không có người nào như mình thì các bạn sẽ không biết được nó như thế nào. Đó, ra đường ống này tha hồ. Thì mình sẽ vệ sinh sạch sẽ. Các bạn biết cái ống này để chi không? Thì khi mà nước làm mát nó sôi á, thì cái nước ở trên cái chính nó sẽ đẩy vào đây. Thì đẩy vào đây thì nó phải có cái ống này để nó thông hơi ra ngoài. Chứ ví dụ đẩy xuống mà không có nào, áp suất nó sẽ rất là lớn và nó có thể gây ra tình trạng là nó bục, nó bị phì ra, nó bị xì ra. Cái này nó để thông hơi thôi, không có cái tác dụng chỉ để duy nhất là thông hơi. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ mở cái con đường ống này ra này. Bởi vì trong cái đường ống này nó sẽ có một ít nước làm mát nó ở cái trong đường ống này. Bởi vì cái trong cái đường ống này nó sẽ không bít thoát đi đâu. Cái đường ống này á thì nó sẽ nối từ trên cái chính về đây. Bởi vì đây là cái điểm thấp nhất của cái đường ống thì cái này nó sẽ không vô cái này đâu, mà nó bị chặn lại bởi cái van này. Thì nó sẽ không xả ra hết được. Bây giờ mình sẽ mở này ra cho các bạn xem này. Chắc chắn trong này sẽ có nước. Này, các bạn lấy một cái kìm các bạn bóp nó vô. Là nó sẽ nở cái này ra. Nở ra rồi thì các bạn rút ra nó rất là đơn giản. Các bạn cứ lay qua lay lại thôi. Để cái xô giữ vững nha. Nó chảy xuống á. Đấy các bạn thấy không? Còn một lượng nước làm mát khá là nhiều á, chứ không phải là ít đâu. Các bạn sẽ hiểu được cái nguyên lý của nó thì các bạn sẽ biết được là mình sẽ nên mở cái chỗ nào. Mình nghĩ ở trên này vẫn còn nước này các bạn. Đấy, thấy không? Mình nâng lên là nó chảy ra đây. Mở này ra luôn, mình sẽ mở này ra luôn. Mình sẽ xả cho triệt để. Các bạn xả càng triệt để thì lúc các bạn xúc nó sẽ càng sạch. Mà xúc càng sạch á thì các bạn châm nước mới vào nó sẽ càng lâu. Cái đường ống này lúc đầu các bạn mở ra nó khít á, cho nên là nó rất là khó ra. Đó, thấy không? Đó. Bởi vì trong này là cái van hàng nhiệt này các bạn, nó sẽ chặn. Khi nào mà nó nóng đủ nhiệt độ thì nó mới cho hai cái ống này thông với nhau. Còn nếu mà không đủ độ nóng là nó sẽ chặn lại.
anh cho cái nước này vô trong đầu nòng trở lại. Thì các bạn hiểu được cái nguyên lý, các bạn mở ra thì nó sẽ triệt để. Bây giờ mình sẽ đóng lại toàn bộ hệ thống đường ống và mình sẽ tiến hành mình xúc két. Xúc két thì mình sẽ nổ máy, mà nổ máy thì các bạn không nên để những cái này nó dính đây nha, tại vì nó là axit á, nóng thì nó sẽ xảy ra phản ứng. Các bạn lau sạch cái này. Công đoạn tiếp theo sẽ là xúc rửa két nước làm mát. Thì mình chuẩn bị sẵn một chai nước Aquafina. Các bạn nên sử dụng nước tinh khiết nha, không nên sử dụng nước khoáng của Lavi, bởi vì trong nước khoáng thì nó sẽ có những cái chất khoáng, thì nóng lên thì nó sẽ tạo phản ứng. Còn này nước tinh khiết thì nó sẽ không có bất cứ cái chất nào, thì nó sẽ tốt nhất cho cái việc xúc rửa động cơ. Thì cái chai xúc rửa động cơ này thì các bạn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nè. Nó sẽ là pha một cái chai này 300ml tương ứng với lại 4 đến 8 lít nước làm mát. Thì cái một lần mình xúc rửa như vậy thường sẽ là 500ml cho cái phần đường ống két chính và cái phần đầu nòng. Thì 500ml này mình sẽ tương ứng với lại bao nhiêu ml ở đây? Thì mình pha 500ml với lại 40ml dung dịch xúc rửa. Thì mình cho sử dụng sẵn cái này đo đây, thì mình đo cho nó chuẩn. Mình lắc đều cái dung dịch này cho nó đều. Cái này tại nếu mà các bạn xúc rửa các bạn sẽ thấy nó tạo bọt hay lắm. Rồi mình sẽ đông này là 40 ha. Mình đông 50 luôn này. 50 cho nó đặc xíu. Mình đông 50. Các bạn cứ lấy cái tỷ lệ 500ml nước khoảng 50ml dung dịch cũng được. Nó không cần phải quá là chuẩn xác đâu. Đó, rồi bây giờ mình đã có 500ml dung dịch để xúc rửa. Bây giờ mình sẽ đổ cái dung dịch xúc rửa này vô cái két chính. Đổ từ từ cho nước nó rút xuống. Nó cần có thời gian để nó rút xuống những cái hệ thống đường ống. Rồi, bây giờ nó tạm đã đầy rồi. Bây giờ mình sẽ nổ máy. Mình chưa kịp nổ máy thì nước nó đã rút xuống rồi nè. Mình tiếp tục mình châm. Rồi, bây giờ mình sẽ nổ máy nha các bạn. Đấy, các bạn nổ máy là thấy nước nó bắt đầu rút xuống liền. Các bạn để một xíu là nó sẽ rút xuống ngay lập tức. Các bạn nổ khoảng tầm tính từ lúc nó bắt đầu nó nóng, tức là đến lúc quạt nó bắt đầu quay. Các bạn tính từ cái thời điểm đó khoảng 15 phút. Còn nó sẽ tác dụng từ cái lúc mà nhiệt độ nó đủ, nó khoảng 80 độ C. Các bạn có thể lên ga xíu cho nó mạnh mạnh. Các bạn thấy bọt ra không? Khi mà nó đủ cái nhiệt độ á, thì cái dung dịch này nó sẽ phản ứng với lại những cái tủa đóng cặn á. Các bạn biết tại sao nước nó lại sụp sụp ra như vậy không? Một phần là không khí vẫn còn ở bên trong. Một phần á, để mình tắt máy á. Một phần á, là nước làm mát á, nó bơm từ dưới kia lên á. Nó bơm từ dưới đầu nòng lên, nó sẽ bơm theo cái đường ống này nè, ngay cái đường ống đằng sau này luôn nè, nó bơm lên đây. Thì nước nó bơm lên á, thì nó chưa kịp rút xuống cái đường ống giữa này nè, nó chưa kịp á, thì nó sẽ có cái tình trạng này. Thì để khắc phục cái tình trạng này á, thì mình sẽ xử lý bằng cái cách sau. Bây giờ mình sẽ đổ nước vào, mình cho đầy áp luôn. Sau đó các bạn đóng lại để cho nó tuần hoàn một cách tuyệt đối, nó không có bị trào ra như hồi nãy nữa. Nó trào ra như vậy thì nó hết cái nước ở bên trong. Ok, giờ mình sẽ tiếp tục mình đề máy. Để cho rút xuống một xíu. Khi mà mình thấy nó đầy á. Rồi, các bạn tắt máy đi. Tắt máy đi các bạn. Rồi, mình châm tiếp tục vô. Rồi bây giờ mình lấy cái nắp á, cái nắp của cái chính này mình đóng lại. Đó, các bạn đóng lại như vậy, đóng tạm thôi. Rồi bắt đầu tiếp tục để máy lên. Bây giờ mình sẽ tính từ thời điểm bây giờ. Mình để cho nó khoảng 15-20 phút. Ok, bây giờ được 15 phút rồi các bạn. Quạt nó quay vù 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 luôn. Quạt quay nãy giờ lên quay liên tục.
Bây giờ mình sẽ tắt máy. Tắt máy để quạt vẫn còn quay. Và trên cái mặt đồng hồ của mình nó báo nhiệt quá nhiệt luôn rồi, trên màu đỏ này. Nhưng mà tí nó sẽ hết thôi. Tí nhiệt độ bình thường lại nó hết. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem này. Để an toàn á, các bạn lấy cái dẻ, các bạn nhúng nước ướt thôi. Rồi các bạn mở ra. Đó, các bạn thấy nó ấy không? Nó phực ra không? Áp suất nó lớn á. Bây giờ cái nước là mát của mình, nhiệt độ nó khoảng chắc phải 80-90 độ C, rất là nóng. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành xả cái nước ở dưới ra. Đó, các bạn thấy không? Nước cực kỳ nóng luôn. Để nó mình xả ra hết rồi mình quay cái nước cho bạn xem nó có cặn hay không. Rồi tiếp đến là cái này. Quay cho bạn xem cái nước này. Cái nước thì mình cảm thấy là các bạn để ý những cái trắng trắng không? Những cái trắng trắng là những cái kết tụa sau khi mình xúc rửa thì nó sẽ bong ra, nó theo nước là mát nó xả ra ngoài. Đó, như các bạn thấy những cái trắng trắng không? Rất là nhiều những cái trắng trắng trắng, những cái cạnh bẩn đó. Ok, bây giờ mình sẽ xúc một lần nữa. Lỡ rồi, một lần tháo ra rất là mất công nên sẽ xúc thêm một lần nữa. Xúc một lần nữa thì làm y chang như cái bước hồi nãy thôi. Sau khi lần thứ hai mình đã nổ máy được 15 phút, bây giờ mình tắt máy nè. Quạt vẫn còn quay, nhiệt độ đang rất là nóng các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình xả lần hai ra cho các bạn xem. Nước nó chảy ra nhà rồi các bạn, cho nên đây không còn nhiều đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình xúc lần 3. Với cái lần 3 này thì mình không xúc bằng dung dịch mà mình sẽ xúc bằng nước bình thường thôi. Đó là vẫn gắn lại những cái đường ống bình thường giống như lúc nãy. Nước rất là nóng các bạn, đường ống nó còn rất là nóng. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình xúc lần 3 với không sử dụng dung dịch mà sử dụng nước trắng để mình loại bỏ tất cả những cái dung dịch, những cái hóa chất vừa nãy mà mình xúc trong cái nước ra, để mình đảm bảo là cái nước của mình, cái hệ thống làm mát của mình nó sạch tất cả những cái dung dịch đó, thì mình đổ cái nước mới vô thì nó mới sạch hoàn toàn 100%. Ok, sau khi đóng toàn bộ những cái đường ống lại thì mình sẽ tiến hành mình xúc lần thứ ba. Với lần thứ ba là nước tinh khiết không có dung dịch tẩy rửa, để đảm bảo 100% rằng là những cái dung dịch tẩy rửa hồi nãy mình vừa mới xúc á, nó đi ra hết. Mình làm lại giống y chang mấy cái lần xúc thôi, đổ đầy vô, nổ máy lên cho nó chạy. Lần này thì các bạn không cần để lâu, chạy không tải khoảng tầm 5 phút thôi, để cho nó tuần hoàn, nó lấy đi những cái hóa chất vừa nãy thôi, không cần để lâu. Đó, các bạn cứ đổ cho đầy vô. Rồi sau đó các bạn đóng lại. Các bạn để không tải 5 phút thôi, không cần để lâu, để cho nó tuần hoàn, nó lấy đi những cái hóa chất. Mình xả ra một lần nữa, sau đó mình xúc lại một lần nữa bằng nước tinh khiết là các bạn có thể đổ nước làm mát mới vào. Đây là lần xúc thứ 3. Với lần thứ 3 này sẽ không dùng hóa chất tẩy rửa. Thì bây giờ sau khi nổ máy được 5 phút thì cần mở ra cho các bạn xem. Đây là nước của lần thứ 3, trong vắt luôn các bạn. Lần thứ 3 này thì nước nó trong vắt à. Nhưng mà mình vẫn kỹ, mình làm thêm một lần nữa. Lần thứ 4 này thì các bạn cứ làm tương tự như lần thứ 3 thôi. Đóng lại toàn bộ, sau đó đổ nước tinh khiết vào, không có dung dịch tẩy rửa. Là xong. Mình đã xúc xong lần thứ 4 nè. Giờ lần thứ 4 mình mở ra cho các bạn xem nè. Lần này nước trong vắt luôn các bạn.
lần này các bạn cố gắng xả làm sao cho sạch nước nhất có thể nha. Bởi vì sau đợt này là mình sẽ châm nước làm mát mới vào, thì các bạn xả làm sao cho nó sạch nhất có thể ra. Mình chịu khó cho nó ráo nước một xíu. Còn cái bình nước phụ á, thì hồi nãy mình đổ nước tinh khiết đầy vào rồi, giờ mình sẽ xả ra thôi. Cái bình phụ này thì nó không chịu tác dụng nhiệt, cho nên là các bạn không nhất thiết là phải xúc đâu. Các bạn cứ đổ nước cho nó đầy vào, đổ nước tinh khiết cho nó đầy vào. Các bạn cứ làm vậy vài lần là nó tự động nó sạch rồi. Chứ cái bình phụ này thì không nhất thiết là phải xúc rửa. Nước chảy ra. Các bạn thấy mình nghiêng xe xong cái đường ống kia nó chảy nước ra không? Các bạn hiểu sao không? Trên cái két nước á, mình nghiêng như vậy nè. Cái két nước nó nghiêng qua một bên thì nó sẽ chảy, các bạn nghiêng theo cái chiều mà nó có cái đường ống đi xuống trên cái két nước chính á. Đó, cái đường ống mà nó vừa mới chảy nước ra là cái đường ống mà mình nghiêng về phía bên này nè. Cái đuôi của nó nằm ở phía bên này nè. Đó, thì nước nó sẽ chảy ra cách triệt để. Nhiều bạn không biết thì sẽ bị sót một xíu, nhưng mà nó không có đáng kể đâu. Mình thì mình kỹ tính mình làm nó triệt để thôi. Nó các bạn nghiêng qua bên kia là nó chảy theo cái đường ống này xuống nè. Bởi vì cái két nước nó nằm ngang á, thì nước nó không có động lại á, thì mình nghiêng qua nó dốc vậy nè, thì nó sẽ chạy qua bên kia. Bên kia thì nó sẽ xuống ở đây. Đó, chỉ có vậy thôi, đơn giản. Đó, các bạn cứ để nước nó ra hết đi. Còn cái nước đợt này nó trong vắt à. Các bạn thấy là không còn một cái cặn bẩn nào luôn, rất là sạch. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp lại toàn bộ hệ thống đường ống. Lần này là lắp chính thức luôn nha, lắp chính thức để mình tiến hành mình châm nước làm mát mới vào. Mà trước khi lắp á thì mình sẽ làm thêm một cái bước này nữa. Cái bước này gọi là nó hơi phức tạp xíu, nó hơi thừa một xíu, nhưng mà mình kỹ thì mình làm luôn. Bây giờ mình sẽ khui nước làm mát ra nè. Đây, nước làm mát này có màu tím ha. Thì trước khi mà mình đóng cái đường ống của cái bình nước làm mát phụ này nè, thì mình sẽ xúc luôn. Mình sẽ đổ một miếng vô đây để nó đẩy hết những cái nước làm mát mà nó đọng lại dưới đáy, mình không xả được đọng. Mình đổ một xíu gió đẩy ra luôn, coi như là 100% là nước làm mát mới. Và mình sẽ đổ một lượng ít cho cái nước làm mát chính, trên cái két chính cho nó xả ra đây, để nó chảy từ trên kia xuống, nó tráng lại một lần nữa, cũng như nó đẩy toàn bộ những cái nước làm mát, không phải nước làm mát mà là cái những cái nước mà nãy mình đổ vô nãy giờ nó đẩy ra hết hoàn toàn, để đảm bảo 100% là cái phần đảm bảo gần như là cao nhất cái nước làm mát mới này ở trong cái xe của mình, nó không có bị pha lẫn với lại những cái nước khác. Tại vì cái dung tích của mình á, thì mình đổ vô, mình nãy giờ mình để ý rồi, thì đổ vô đầy két chính và toàn bộ cái đường ống nó khoảng 500ml, và vô trong này nó khoảng 300ml, nó dư đâu đó khoảng 200ml, thì 200 đó mình không biết làm gì đó. Cho nên là mình sẽ làm một cái bước này nó hơi dư một xíu, nhưng mà nó sẽ là kỹ tuyệt đối. Đây các bạn xem ha, bây giờ mình sẽ đổ một lượng ít vào cho, và các bạn thấy ở dưới cái đầu nòng nó sẽ chảy cái nước là mát mới này ra. Adu. Rồi, bây giờ nó mới chảy ra nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó chảy ra cái nước mà nó màu trắng. Đó. Tức là những cái nước mà nó cặn hồi nãy á, nó vẫn còn dư một ít á, thì mình sẽ đổ cái này vô thì nó đẩy xuống dưới. Mình sẽ lấy cái chai này mình hứng. Mình hứng khi nào mà cái nước nó thành màu tím á, thì đảm bảo 100% rằng là cái nước cặn ở trong nó đã bị đẩy ra hết. Đó, bây giờ nó bắt đầu nó tím dần dần này nè các bạn. Các bạn có thấy ai kỹ như mình không? Chắc là không ai kỹ như mình đâu đúng không các bạn? Mình nghĩ ok đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đóng cái ốc giữa đầu nòng lại. Ok, bây giờ mình sẽ châm đầy vô nè, châm đầy cái chính
sau đó mới châm cái phục. Mình lau sạch, mình lau khô cái này coi, thì để nó coi nó có bị rỉ nước hay không. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình châm đầy cái chỉnh. Châm đi, cái nào không châm được nữa rồi thôi. Các bạn cứ chịu khó, các bạn đợi để cho cái bọt khí nó bên trong nó đẩy ra hết. Bây giờ mình sẽ đổ một ít nước vô trong cái bình phụ này để cho nó đẩy cái nước cũ ra. Đó. Rồi, chỉ xíu thôi các bạn, không cần nhiều. Rồi ok, giờ mình sẽ đóng lại. Đó, mình thấy cái chỉnh đầy rồi á. Khi mà các bạn thấy cái chỉnh nó đầy rồi, nó không còn nổi bong bóng nữa. Nổ máy để cho nó bơm. Nó bơm thì nước nó sẽ tiếp tục nó rút xuống. Bây giờ mình ngồi mình chờ. Cái nào mà các bạn nổ máy mà các bạn thấy nước nó bắt đầu đẩy ra, tức là nó sẽ đã bắt đầu nó tuần hoàn đó, thì các bạn tắt máy đi. Chứ các bạn để vậy là nó sẽ bị cái tình trạng nó đẩy cái nước là mát mỡ ra ngoài nó phí. Thì các bạn cứ thấy nó bắt đầu nó đẩy ra, các bạn tắt máy, các bạn châm, sau đó các bạn đóng cái nắp cái chỉnh lại. Đó, mình nổ máy là bắt đầu nó bong bóng, nó bắt đầu nó nổi lên. Các bạn lên ga nhẹ xíu cũng được. Đó, bạn lên ga là thấy bong bóng nó nổi lên. Các bạn thấy không? Nước bắt đầu nó đẩy ra nè. Do hơi ngược sáng xíu. Đó, nước bắt đầu đẩy ra nè. Đó, lúc này các bạn tắt máy đi. Đó, các bạn tắt máy là nước nó bắt đầu tự động nó rút xuống. Tắt máy là nước tự động rút xuống. Mình tiếp tục mình châm. Đó, mình tiếp tục mình châm. Bây giờ mình sẽ đóng cái chỉnh này lại. Bây giờ là mình đóng luôn á, mình không có mở ra nữa đâu. Vậy là xong rồi các bạn. Mình vừa mới châm vô cái bình phụ nè. Bình phụ mình châm đến vạch phun luôn. Mà châm đầy đủ hết rồi mà vẫn còn dư nè. Còn dư chắc phải 200ml đó các bạn. Nãy là ban đầu là mình đổ nó tràn ra luôn nha. Nó tràn ra nè. Mình xúc cách chỉnh cách phụ luôn. Mà vẫn còn dư. Dư khoảng 200. Cho nên các bạn thoải mái về cái vấn đề là có đủ nước làm mát hay không nha. Các bạn đừng có lo. Và máy sẽ đóng cái bình két phụ lại. Mình sẽ lắp lại. Đây, các bạn lưu ý cái khuy bấm này ha. Các bạn cứ đẩy cho nó ra hết. Ra hết cái hành trình này, chỉ ngược lên nha. Đó, như vậy mới được nè. Đó, các bạn đẩy cái đầu lòi lên. Sau đó các bạn ghim vô. Ghim vô các bạn bấm cái bịch kịch vô cái là xong. Khi mà bọt khí nó ra hết thì nó sẽ tự động nó hút nước từ cái bình phụ lên. Là xong các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp cái mỏ cành này lại. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn về những cái bước để thay nước làm mát tại nhà cho chiếc MT15. Nếu các bạn thấy hữu ích, video của mình hữu ích thì các bạn hãy đăng ký kênh của Cường để ủng hộ Cường và xem thêm nhiều video về các chủ đề về chiếc MT15 này nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường nha các bạn. Bye bye. Nè, các bạn thấy cái vạch nước làm mát của mình không? Hồi nãy mình châm là mình châm lên cái vạch full này luôn nè. Mình châm lên cái vạch full này luôn, nhưng mà mình chạy một lúc á thì nước làm mát mình để nguội lại nó tụt khoảng tầm gần 1cm, nó tụt xuống. Tức là nó cái nước làm mát mà hồi nãy mình thay á, nó bị cái tình trạng là nó bị còn không khí ở bên trong. Thì khi mà các bạn chạy á, thì không khí nó đẩy ở bên trên. Thì bên trên thì nó sẽ đẩy lên bên trên két. Trên đỉnh của cái két thì nó sẽ đẩy xuống cái chỗ này. Nó sẽ đẩy xuống không khí ở dưới này. Thì khi mà nước làm mát, khi mà máy nó nguội á, nó lại hút ngược cái nước làm mát từ ở dưới này lên trên cái bình chính. Cho nên là cái bình phụ của mình mới chạy có xíu thôi mà nó đã rút như vậy rồi. Thì
ở cái mức này là cái mức ổn định rồi nè các bạn. Thì các bạn cái mức này là các bạn sẽ chạy rất là lâu, rất rất lâu luôn thì nó mới hạ xuống. Nó kiểu như lâu ngày theo thời gian bị bốc hơi thì nó hạ xuống, nhưng mà rất là lâu. Còn các bạn mà mới thay xong mà các bạn thấy cái tình trạng như mình vừa mới nói thì các bạn cũng hoàn toàn là bình tĩnh, nó không có ảnh hưởng gì, nó không có bị rỉ ở đâu đâu, mà là do là còn không khí ở bên trong nó còn sót lại, nó đẩy lên trên đỉnh, thì trên đỉnh nó sẽ đẩy xuống cái bình phụ này. Khi mà nhiệt độ hạ thấp xuống thì nó lại hút cái nước làm mát từ ở trên cái bình phụ này lên trên lại cái cánh chính, cho nên là vừa mới mang ra chạy thôi, vừa mới mang ra chạy dừng lại máy nguội thì nó lại bị tụt mất miếng đó. Cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm về cái vấn đề này nha.